จับมันเลยแม่ดึงแม่เนี่ยชอบแม่เนี่ยชอบแม่เนี่ยชอบแม่เนี่ยquá đông mọi người ơi, xem này, ba đang đứng ở giữa biển người, thank you.
đấy. Ngồi đi.
chị đi sao? Cho bố bảo cho nó chị đi đâu? Ở đây đó nó mới chụp hình đi mình cho luôn cái đấy. Mấy nó mặc cho đấy. Nhưng mà cái đôi giày là không phải, mình chọn đôi khác thôi, nhưng mà nó không, đôi này nó không bị, nó không đủ chân nó chứ. Đôi này Thank you.
nhà mình lấy đai rồi đây. Anh em tặng ra. Anh em quay à? Để anh đứng lên đây. Mang một đôi giày đi cả khách sạn luôn, lúc nào mà đi về là mình đi, nhưng mà cái chị thấy đi giày không ngon. Này em ta giật là cái quạt của ấy quay hết. Mọi người ơi, rồi xuống giùm. Mọi người ơi. Đang đứng mà. Em lui bớt cái đã rồi. Đông quá mọi người ơi. Em xin lượng em ấy mà. Không, đây em quay vlog cho mình. Mọi người, ba bước đi mọi người. Mọi người ơi. Lùi thêm một tí nữa. Có gì trong này không Nguyên? Để lên đi xuống cho. Không sao đâu. Tại vì tối nay tối vẫn ngủ. Mình nghe cho hỏi là ai để có mặt trong phòng tròn này ngày nào cũng vậy. Hai chú cháu đâu ra đây. Em mát lắm luôn á. Mọi người qua chỗ quân đi.
Mọi người ơi,
bơ nick của mọi người. Mọi người tập hợp ở ngoài với lại trên mạng con đi đâu mọi người. Đã nhậu cái gì ta? Yeah.
Mày lô hoài. Mẹ mẹ. Bây giờ mày hát. Bây giờ mày hát. 8, 7, 8, 8. Bây giờ mày hát một bài tặng cho mọi người đây coi. Cái bài mà mày hát cho người yêu cũ của mày á. Mày mới ăn xong lo con lợn. Lát nữa đi ăn mà, lát nữa đi ăn cái đình nhà hồn ấy, bà đi ăn gì ta? Mày là bắt đầu đây, mày đừng có phay nữa, ta lại mày luôn nó bia, tối mày về mày xoay 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 trong phòng. Mày là láo lắm. Thôi. Ông đừng có gì, ông đừng có đụng tôi là nó xoay. Đưa mà cái bếp. Một bên thương nhớ ai không xanh như hoàng vu, một tình yêu xa vắng yêu đất con bề tôi. À mọi người không có nhạc nên mình đừng vỗ tay to to lắm, mình chỉ vỗ tay thôi. Đâu đâu có nhạc đâu mọi người, vỗ tay mình không nghe được. Nào 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 nào. Đang đẹp như ngôi sao sáng cả trên trời, được tươi xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đời. Biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói nên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì, dù cho anh không còn anh, mãi mãi vẫn còn em. Dù em sao đi cả xa, giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mang mơ về em với em, tình yêu trong mơ của anh đang thương mong một lần. Được ôm em trong vòng tay cũng nhau, bước trên yêu thương cùng đắm say đông mơ. Mình sẽ mãi bên nhau. Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là một bài hát nhạc cay thôi, lát nữa mà chị có với nhạc thì mình chỉ được hát nhạc cho mọi người nghe nha. Nhưng mà mọi người nghe nghe Hùng hát, mọi người có nhận ra rằng là mình đang bị bệnh không mọi người? Với cái tình cảm như thế này thì cũng xứng đáng thêm một tràng pháo tay của mọi người đây không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều, thực sự là... Mình chỉ sợ nhất là những người vỗ tay lại là những người lát nữa về sớm bởi vì chồng gọi. Chiều hoàng hôn buông nhẹ nhàng thướt tha ngày qua, dịu dàng em đến bỗng khiến tim anh mơ màng. Nàng tựa ánh nắng chiếu sáng tâm hồn anh, lòng anh đắm đuối si mê em nồng nàn. Thoáng phút trong bối rối vì yêu em, thoáng phút trong bối rối vì thương em, thoáng phút trong bối rối anh yêu em ngay từ giây phút đầu tiên gặp. Đã đến lúc phải nói lời yêu em, đã đến lúc phải nói tâm tư này. Girl, you make me feel so crazy, I'm falling in love. Trong tim anh đập tung tung, ba da ba da ba da boom. Trong tim anh đập tung.
đùng đùng pa ra pa ra pa ra bo ba hà nội đâu hết rồi nhá trong tim anh đập đùng đùng pa ra pa ra bo trong tim anh đập đùng đùng pa ra pa ra pa ra bo mọi người sắp đầu đi theo mấy chị tắm với bạn nhá. Mọi người vừa nghe Hùng hát bài này nhưng mọi người có thấy là cái la nó đang bị vấn đề không?
Vâng, cái là để làm gì vấn đề là cứ hát vài câu thì nó bị chậm nhịp và mình không thể đi xa được cái loa. Cho nên nãy giờ mình đã cố để đi gần hơn với mọi người nhưng mà đi xa quá thì cái mic nó lại bị cá nhặng cá nhấp. Đó, ok mọi người, do ngày hôm nay đi ra ngoài phố mình không hề biết là chúng ta sẽ có thể là hát hò giao lưu với nhau như thế này, nhưng mà vô tình mà mình gặp được cái loa này thì Hồng cũng đã gửi tặng cho mọi người một ca khúc rất là tuyệt vời rồi. Hy vọng rằng là mọi người chúng ta có thể là đón nhận những cái điều đó và trong thời gian sắp tới chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong cái hành trình tuyệt vời này được không gia đình báo ơi. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu chia sẻ một xíu nha. Bây giờ mày đứng đây đi, mày đi chóng mặt quá ha, chuẩn bị tao bị rối loạn tiền đình cho mày rồi đó. Ta chuẩn bị tao ngất xỉu cho đây rồi đó mày ơi. Được, ok mọi người ơi, mùa này thì thời tiết nó cũng khá là thay đổi cho nên là cũng rất là dễ bị bệnh. Hy vọng là mọi người chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta cũng giữ gìn sức khỏe đúng không mọi người. Không biết là bao lâu nữa chúng ta có thể là gặp nhau ở trên cái con đường này, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đang có mặt trong cái khoảnh khắc này, đó là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Và Hồng thì rất là thích một câu nói, đó là chúng ta sẽ không biết được giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỷ niệm. Vậy mọi người có nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta gặp ở đây là kỷ niệm với nhau không mọi người? Thầy đi thêm một chào thật lớn cho mọi người nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, sao? Cái gì? Nghe không rõ cái gì, anh Hồng ơi bị cơm mía thì cũng không thể chờ. Hồng ơi, bà ta mặc bốn lớp như thế này xong rồi nhỉ. Rồi, ok mọi người ơi, ngày hôm nay lẽ ra là cái việc mà Hồng đứng đây hát là hoàn toàn không có trong cái chương trình. Ngày hôm nay thì Hồng chỉ nhận được lời mời của những anh chị và mọi người ở trong FC thuộc là gia đình báo Hà Nội. Mọi người muốn là mình ra bên cái tượng đài Lý Thái Tổ để cùng giao lưu với mọi người thôi, nhưng mà không nghĩ là tình cảm của mọi người lại đông như thế này. Hy vọng rằng là chúng ta có thể là cùng nhau kết nối những cái điều tích cực ở trong cuộc sống. Bây giờ thì Hồng chỉ được phép hát một bài nữa thôi dành tặng cho mọi người, thì không biết là mọi người muốn nghe bài nào nhất mọi người? Hát cả hai bài hả? Giờ khi mời tôi lên phường thì sao mọi người? Đó, tôi lên phường có ai đành lòng lên để mà hỗ trợ tôi đưa mình không? Đây, để tôi hỏi mọi người cho. Số 1 hay số 2? Ôi, số 1 nhiều nhất thôi chứ. Tao thấy mày là căn bậc 10 rồi đó. Bye bye. Nè, mấy bạn chọn số 1. Bên nào chọn số 1 là lớn rồi. Sao mày không hỏi số 2 đi? Số 2. Mọi người mai đi mời phụ huynh. Tao sợ mày lên chức trùng cuối trường trường đó. Rồi, ok, mày thấy theo yêu cầu với tất cả mọi người đây, chúng ta sẽ đến với... Số 1! Số 1 đâu? Hình như con này nó mua chuộc mọi người nhé. Em ơi, hình như chúng mình đem chút ta bị té rồi. Cho em xin cái bát của cái iPad được không? Không biết mở lên. Anh hiểu rằng anh rất may mắn.
là em mang cho em những tiếng cười khỏe, mang cho em những giang lời mày hạnh phúc quá bên cạnh em mãi thôi. Từ giờ anh cố gắng chẳng để em phải u buồn, từ giờ về mai sau dành em mọi điều em muốn. Nào mọi người, nhiều lần dặn hơn nhau đôi chúng ta thôi, và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã chào anh với con gái tuyệt vời. Đến hết cuộc đời, người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do nghe thấy tên mình mà đã bắt ông ấy. Đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn hay nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi. Một lần nữa mọi người có thể giơ hết cánh tay lên và hát lại điều khúc cuối cùng bài hát này nào. Người tuyệt vời. Sai lầm của mình là để mọi người hát cái này. Biết giấu mặt đi đâu bây giờ? Biết lắng nghe, biết sẽ chia. Hát to nào. Anh biết không gặp ai có thân em. Cảm ơn anh đã vì anh suốt quãng đường vừa qua. Trên môi hạnh phúc chỉ thế thôi. Là em che tôi mất. Một tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng thì mời nhất được không mọi người? Hình như mình bị gai. Mình bị gai. Mọi người bảo là số 1 nhiều nhất tôi mới hát trên tất cả từ tiếng hát bài sợ ngày mai. Chết rồi. Quá. Hình như là mình đang bị bệnh, mình hát có tình cảm hơn đúng không mọi người? Nhưng mà thực ra là nhờ có tất cả giọng ca ở đây đấy. Thôi lỡ rồi thì mình sẽ hát bài cuối cùng là Ngày Mai Em Đi Mất của mọi người yêu cầu nhau. Chết rồi. Cái bài này là cái bài mà lúc là cái con nhỏ nào nó đi theo dai á mọi người. Đâu biết gì đâu. Rồi mọi người cho Hùng hỏi một câu trước khi Hùng đến với bài hát này. Mọi người xem Hùng ở trên livestream nhiều rồi, mọi người gặp Hùng ở ngoài đời, mọi người thực sự có thấy Hùng là người nhiệt tình không mọi người? Nó thực sự là năng lượng không mọi người? Và đúng với người kết nối của mọi người. Thì thêm một tràng vỗ tay cho thầy chủ nhiệm được không mọi người? Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hùng xin được chia sẻ lại là lẽ ra là ngày hôm nay mình ra đây mình không thể biết là sẽ có cái chương trình như thế này, nhưng mà do mọi người chúng ta yêu mến và yêu cầu nên Hùng sẵn sàng có thể đứng đây để mang lại cho mọi người những cái niềm vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc mọi người chúng ta nãy giờ là yêu cầu rất là nhiều. Và đây có thể là ca khúc cuối cùng Hùng dành tặng cho mọi người nha. Rồi ngày mai em đi mất bạn này mà còn lưu lại cái lúc mà tôi ở nhà tôi bóp chai sữa tắm nữa. Một xíu nữa thôi phạt mẹ nó ra ngoài rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc đượm tình. Ủa, mở lên sao ta? Một, hai, ba, vô! Rồi, từ từ, bài. Rồi, ok, bài hát cuối cùng nha mọi người. Bài này nhạc hơi nhỏ, nhưng mọi người vẫn chúc Hùng với ánh đèn flash lên nha. Tối nay về chắc là... Còn nếu như anh không nghe, anh sẽ điên mất. Mọi thứ xung quanh em thôi, chỉ biết có mỗi em thôi.
em hiểu không? Ngồi giữa góc tối tăm kia với anh là niềm vui. Mùi khói thuốc lá vương mang bầu trời buồn lắm. Đã đánh mất hết tương lai của mình, chẳng dám nói tiếng yêu ai nữa rồi. Trời ơi, lần này của tất cả mọi người nhá. Sợ ngày mai chỉ còn thêm xa xa, giật mình trong cơn mưa xa xa, thức giấc tay ôm nhầm vui. Một màu mưa thay cho đắng, một màu sương trắng thay em. Em không hiểu đâu, em như nắng mai trong đời. Một tràng pháo tay nào mọi người. Em nói là giai điệu mà em yêu, vậy giai điệu của anh em nhớ được bao nhiêu? Một căn phòng trống không có tiếng cười, chỉ còn tiếng nhạc vang. Mỗi đứa thuốc rắc ly rượu còn nhấm khúc tình ca. Ngồi giữa góc tối tăm kia với anh là niềm vui. Mùi khói thuốc lá vương mang bầu trời buồn lắm. Đã đánh mất hết tương lai của mình, chẳng dám nói tiếng yêu ai nữa rồi. Trời ơi, cánh tay của tất cả Hà Nội giơ lên và hát theo nào. Sợ ngày giật mình trong cơn ngủ say, anh sẽ thức giấc tay ôm nhầm gối. Một màu mưa thay cho đắng, một màu sương trắng thay em. Em không hiểu đâu, em như nắng mai trong đời. Cánh tay của mọi người ở bên này đâu ạ? Giơ lên mọi người ơi. Nắm đôi tay anh đi, anh kêu hoài sao em không nghe thấy. Anh nhớ thơm môi tóc em từng đêm. Nhìn vào trong đôi mắt mi anh thấy hết những điều này. Bầu trời hôm nay sao thế, trời buồn đầy cứ rơi mưa. Mưa rơi nhiều quá, hôm nay có mưa trong lòng. Mưa rơi nhiều quá. Nào mọi người, hôm nay có mưa trong. Cảm ơn rất nhiều. Nhìn vào trong đôi mắt của mày ta thấy toàn là ghen thôi. Ông hiểu sao mà ông ca tới ông hay á, đúng không? Thế nào? Cái ta. Tay ta không hề có những cái động tác đó mà mày cứ chú ý và mày tưởng tượng ra những cái hình thức nó vươn tầm trong lòng anh. Mày đừng có căng bậc năm. Rồi ok mọi người, ngày hôm nay Hùng rất là vui khi mà có mặt là tất cả mọi người ở đây. Bây giờ Hùng thấy là thời gian cũng đã gần 11 giờ rồi. Và thoải mái nhưng mà mình sắp ngất xỉu rồi. Ôi dồi, sau khi hát xong được bồi dưỡng mấy bịch trái cây. Ok, cái gì là FC Hà Nam Ninh. Ok, mình làm tấm hình thằng trái cây như này. Đúng rồi, đừng khóc mà. Thôi mà, không sao đâu, tình cảm mấy lâu nay. Nào. Ôm lại một cái nhận được. Bao nhiêu lâu nay ta không có mới gặp em. Từ ngày ta gặp mẹ ta xuống mẹ đăng ký. Rồi ok mọi người, chúng ta cùng nhau chụp tấm hình kỷ niệm nhá. À bây giờ chắc là sau khi cái này chúng ta sẽ chụp một tấm hình chụp chung từng góc được không mọi người? Nào, đi. Mày đứng ra được, đi. Đồng hàng lên. Rồi mọi người ơi, bây giờ cho Hùng một bó hoa ở đây nha. Xong rồi mình sẽ đi đến từng góc, chúng ta chụp hình chung với nhau được không mọi người? Bây giờ đây là góc này trước đây nha mọi người. Rồi.